Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 7 giờ tối của ngày 15 tháng 3 năm 2022. Chắc chắn một điều rằng khi các bác xem chương trình VTV1 thì sẽ có một cái tin có thể nói rằng là rất là nóng, rất là hot và cảm thấy rằng rất thỏa mãn trong ngày hôm nay. Mỗi lần Tổng Bí Thư xuất hiện trước truyền thông, đó là một cái lần mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta tràn đầy cái niềm tin vào đất nước, vào Đảng và dân tộc. Bởi vì mỗi lần Tổng Bí Thư xuất hiện thì là những cái chỉ đạo mang tính rất là sát thực, cộng với cả là cái việc đốt lò. Mà mỗi lần đốt lò thì làm việc một cách không ngơi nghỉ và không có bao che dung thứ lên ai. Ngày hôm nay vào buổi chiều thì chúng ta đã bị, gọi rằng là hai người đã bị và có thể nói rằng là thông tin tràn ngập trên các báo, đó chính là Bí thư Thành ủy Thái Nguyên và Đại tá Nguyễn Thế Anh thì đã bị khai trừ ra khỏi Đảng. Các bác có thể nhìn thấy ở trên truyền thông là như thế này. Đó, khai trừ khỏi Đảng Bí thư Thành ủy Thái Nguyên và Đại tá Nguyễn Thế Anh. Tôi sẽ xin chia sẻ với các bác trước nội dung và tôi cũng xin nói thêm rằng là nói về việc khai trừ Đảng Bí thư Thành ủy Thái Nguyên thì tôi không nắm rõ lắm. Nhưng nếu mà các bác nào mà có cái câu hỏi gì về Đại tá Nguyễn Thế Anh thì tôi hoàn toàn có thể chia sẻ với các bác và mọi người được. Và các bác như vậy, chúng ta hãy xem qua nhé. Ban Bí thư thì quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức là khai trừ khỏi Đảng đối với Bí thư Thành ủy Thái Nguyên và Phan Mạnh Cường. Bí thư Thành ủy Thái Nguyên là ông Phan Mạnh Cường và Đại tá Nguyễn Thế Anh là chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Vào ngày 15 tháng 3 thì tại trụ sở Trung ương Đảng, chúng ta thấy này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành cái kỷ luật là ông Phan Mạnh Cường, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và Đại tá Nguyễn Thế Anh, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Và lại là Kiên Giang nha. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì Ban Bí thư nhận thấy ông Phan Mạnh Cường trong thời gian giữ chức tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, kiêm giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp giai đoạn 2013-2019. Giai đoạn này là thời kỳ nào? Thời kỳ 10 năm thì các bác cũng đều biết. Thì ông này đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quy chế làm việc, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo và thiếu kiểm tra giám sát và có nhiều vi phạm cho nên bị khai trừ đảng. Và những vi phạm này thì gây hậu quả rất nghiêm trọng các bác, và làm thiệt hại tiền tài sản của nhà nước và gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, mất uy tín cá nhân. Trong quá trình kiểm điểm thì không tự giác nhận vi phạm khuyết điểm, có nghĩa rằng là ông này là còn không tự giác nhận vi phạm khuyết điểm, hay chúng ta còn gọi rằng là cãi chày cãi cối đúng không ạ? Cãi chày cãi cối. Và chúng ta thử nhìn mặt xem ông này là có đáng tin được hay không nhé. À, ông là ông mặc vest nha các bác. À, còn Đại tá Nguyễn Thế Anh thì là tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, trong thời gian giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Phó Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận và thương mại hàng giả, tức là văn phòng 389 ấy. Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy và Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang thì đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nhận hối lộ, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và trong công tác cán bộ, trong quản lý sử dụng tài chính, trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, buôn lậu và gian lận hàng giả, gian lận thương mại. Những vi phạm của ông này thì gây hậu quả rất nghiêm trọng và làm thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng rất xấu, chúng ta dùng cái từ nhé, nghĩa là chúng ta để ý này, dùng cái từ này, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và lực lượng bộ đội biên phòng, mất uy tín cá nhân. Và căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm thì theo quy định của đảng thì đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Phan Mạnh Cường và ông Nguyễn Thế Anh. Và tại họp vừa rồi ấy, thì Ban Kiểm tra Trung ương thì cũng đã chia sẻ, nghĩa là đã đưa cái điều này ra để mà đề nghị kỷ luật. Các bác để ý nhé, có những cái thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương ấy, thì theo thẩm quyền thì sẽ kỷ luật ngay được.
Đó, nghĩa là với những cán bộ cấp thấp thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì có thể thi hành kỷ luật ngay, hay rằng là Ủy ban Kiểm tra của tỉnh cũng có thể thi hành kỷ luật ngay. Thế nhưng với một số cán bộ cấp cao thuộc dạng là Ban Bí thư quản lý thì bên nào quản lý thì bên đấy sẽ thi hành kỷ luật. Và các bác có thể thấy rằng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chủ trì Ban Bí thư và họp Ban Bí thư. Có một điều tôi cũng kỳ lạ nhỉ, tại sao không phải là thường trực Ban Bí thư là Võ Văn Thưởng nhỉ, hoặc đâu đó. Thì chúng ta thấy rằng là ủy viên thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chủ trì cuộc họp này và đã quyết định rằng là thi hành kỷ luật. Đó, thi hành kỷ luật hai người này bằng hình thức là khai trừ khỏi đảng. Khai trừ khỏi đảng. Anh Phan Mạnh Cường thì tôi không rõ lắm. Có bác nào ở Thái Nguyên thì các bác hãy giúp tôi rằng là comment xem rằng là cái thời từ năm 2013 đến năm 2019 thì anh Phan Mạnh Cường đã phạm những cái lỗi gì. Và tôi thấy ở đây á, là còn có cả những cái điều đảng viên không được làm. Đúng không ạ? Các bác nào để ý thì nghĩ thì thấy. Còn đối với Đại tá Nguyễn Thế Anh thì xin chia sẻ với các bác rằng là trước thì là ông ấy làm ở Phó Chánh Văn phòng Thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia 389 là phòng chống hàng gian hàng giả. Cái thứ hai nữa rằng sau đó thì anh ta về Kiên Giang và làm chỉ huy trưởng của Bộ đội Biên phòng. Anh này tôi nắm rõ hơn. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng. Lúc đó thì mang quân hàm Thượng tá, bây giờ thì là Đại tá Nguyễn Thế Anh rồi. Và xin chia sẻ với các bác rằng là anh Nguyễn Thế Anh này là một trong những cái mắt xích của cái đường dây buôn lậu xăng dầu giả mà anh mà công an Đồng Nai đã triệt phá trong thời gian vừa rồi. Và các bác như vậy. Và cái việc mà bắt đại tá Nguyễn Thế Anh này là bắt đầu từ tháng 5, khoảng 19, 20 thì đó tháng 5. Tôi nhớ không nhầm thì là 19 tháng 5, đúng ngày sinh nhật bác. Thì năm 2021 thì đã bắt ông đại tá Nguyễn Thế Anh này. Và các bác như vậy. Và về cái tội nhận hối lộ, đây là khung hình phạt. Nếu mà xét theo những cái số tiền hay gì đó thì đó là khung hình phạt rất nặng, ở cái mức độ 20 năm cho đến chung thân. Và để bắt được anh này thì có thể nói nó là một kỳ tích. Bởi vì là lúc đó chúng ta đang chuẩn bị hiệp thương để mà xây dựng đại biểu Quốc hội, thì anh này cùng với một số anh nữa là không được quy hoạch. Lúc đó là một cái báo hiệu với cả người ta rồi, nhưng mà lúc này chưa công bố ra, cho nên rằng là cho xin rút khỏi cái đại biểu Quốc hội với cái lý do là sức khỏe. Tuy nhiên, để việc tóm được anh Nguyễn Thế Anh này không phải là đơn giản. Đây là một trong những cái việc mà đấu tranh. Có thể tôi và các bác ở ngoài này á, hoặc là không nghĩa là ở ngoài này hoặc là ở ngoài cái sự việc á, thì xin phép với các bác rằng là rất khó, nghĩa là chúng ta biết được ông đấy là tội phạm thế nào đấy, ví dụ theo mức độ giàu có, mức độ quan hệ rồi vân vân, nhưng để bắt được với chứng cứ ấy, thì nó không phải là dễ dàng. Và đó là một quá trình đấu tranh không mệt mỏi, và nhiều khi nó có cả yếu tố gọi là thiên thời vào đây nữa, thiên thời vào đây nữa đó. Cho nên khi mà cô Bồ Nhí, tôi nói thật với các bác, mọi người đều biết cả, cô Bồ Nhí tên là Phạm Hương, giống tên một hoa hậu nhưng không phải hoa hậu đâu, thì bị bắt trong cái đường dây xăng dầu giả cộng với cả một số người nữa liên quan tới anh rể nọ kia. Thì vào ngày 19 tháng 5 năm 2021 thì tôi cũng đã chia sẻ cái điều này rồi. Nếu mà tôi nhớ không nhầm. Đó, để tôi tìm lại các bác nhé. Xin chào. À đây, đúng, 9 tháng trước, báo cáo các bác. Đó. Đây là 9 tháng trước nhé, các bác để ý này. Từ tháng đưa đó. Đó chính là cái việc mà chia buồn tới đại tá Thế Anh. Sau vợ bé, anh rể thì tới đây là tới lượt anh. Và các bác có thể thấy rằng là đây là một cái sự việc có thể nói là vô tiền có hậu. Và chúng ta thấy rằng là để đấu tranh với giới tội phạm không phải là đơn giản, mà cần cả cái đầu nữa. Và cái quan trọng nhất là chứng cứ. Chứng cứ nhá. Và cái tội nhận hối lộ này là rất nặng. Tôi thì ủng hộ làm chặt cái việc này, bởi vì anh ta gây rất xấu tới Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng. Báo cáo là như vậy. Và những con người như thế này, họ làm mất uy tín của Đảng. Và có thể nói rằng là rất, dùng cái từ rất nghiêm trọng là chưa đủ đối với những con người này. Bởi vì gần như là mất niềm tin, là mất tất cả. Các anh này kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Tôi nói thật với các bác thế. Cùng lắm là 100 hay vài trăm, thậm chí nghìn tỷ. 1.000 tỷ thì so với một cá nhân thì là to, nhưng với so với cả quốc gia, cả dân tộc, so với những cái niềm tin thì nó chả là cái gì cả. Thế nhưng những con người này làm hại đất nước, làm hại dân tộc là từ đó. Đúng không?
Và các bác nào có câu hỏi về, tôi không biết nói gì về ông Thế Anh này, bởi vì tôi đã chia sẻ từ rất lâu rồi, cái lúc mà trước khi những cái sự kiện ngày hôm nay xảy ra. Có thể nói rằng là vài ngày trước khi chốt danh sách đại biểu Quốc hội thì người ta mới có thể có được cái chứng cứ từ một nhân vật để mà loại anh này ra. Và có bác như vậy, có yếu tố thiên thời ở đấy nữa. Và đây có phải là giặc nội xâm không? Chúng tôi trả lời, đây có phải là giặc nội xâm không? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành.